Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 7 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Đấy thì chiếc xe rất là đẹp đây. Màu trắng các bạn nhé, phiên bản sedan. Đấy. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 235 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vì vậy mà nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2018 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cài chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản bay thôi các bạn ạ. Hyundai Grand i10 2018 phiên bản bay. Tức là phiên bản này là phiên bản số sàn 1.2 số sàn các bạn nhé. Mức tiêu thụ nhiên liệu rất là tiết kiệm các bạn này. Chỉ 5,4 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị 6,78 lít. Nếu như chạy ngoài đô thị, tức là chạy ngoài đường trường ạ, chỉ 4,56 lít thôi các bạn ạ. Số sàn 5 cấp, rất tiết kiệm nhiên liệu. Và chiếc xe này thì còn rất đẹp đấy các bạn này. Chưa có bị đâm đụng, chưa có bị tai nạn, chưa có bị ngập nước gì đâu nhá. Tất cả còn rất đẹp, rất là mới như này đấy ạ. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi mua về thì cũng mới dọn dẹp qua thôi, chưa có rửa ráy gì nhiều đâu các bạn nhé. Còn rất là bẩn nguyên đấy ạ, bên ngoài còn bẩn nhá. Rất là mới luôn các bạn ạ. Phiên bản 1.2 các bạn nhé. Hiện nay thì tại cửa hàng chúng tôi còn đang rất nhiều những chiếc xe i10 đấy các bạn nhé. Từ 2018, 2019, 2020 và màu trắng, màu bạc đầy đủ cả đây các bạn này. Đấy, đầy đủ và rất nhiều những chiếc xe Hyundai Grand i10 đang bày bán tại cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội các bạn nhé. Vì vậy mà quý vị các bạn nào mà đang có nhu cầu mua những chiếc xe Hyundai Grand i10 hoặc những chiếc xe trong tầm tiền hơn 200 triệu đồng thì mời quý vị các bạn qua cửa hàng chúng tôi để lựa chọn nhé. Rất nhiều những chiếc xe để cho quý vị và các bạn lựa chọn đây ạ. Từ màu trắng, màu bạc đều có hết luôn các bạn nhé. Rất đẹp luôn này. Đèn rất đẹp luôn các bạn này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Nước sơn cũng còn rất đẹp đây các bạn này. Toàn bộ về phần ngoại thất đều rất là đẹp rồi. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về phần nội thất trong xe của bạn nhé. Toàn bộ từ những cái keo chỉ này này là còn nguyên các bạn này. Keo chỉ nguyên zin, táp bi rất đẹp này. Táp bi, táp lô. Đấy, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn. Chiếc xe đã được trang bị màn hình Android, camera lùi các bạn nhé. Trần chưa có bọc này, vẫn còn nguyên trần nỉ này. Đấy, trần nỉ các bạn nhé. Đấy, đều rất đẹp này. Rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Toàn bộ nội thất đều rất là đẹp rồi. Xe cũng đã được trang bị bộ ghế da rất đẹp và rất mới luôn. Trải sàn da hết rồi này. Đấy, vô lăng bọc da. Đấy, rất đẹp luôn. Đây, cho quý vị các bạn xem đồng hồ công tơ mét đây. Chiếc xe lăn bánh được 7 vạn 9 km rồi các bạn nhé. Đấy, màn hình OLED rất là xịn luôn. OLED Pro A5 đều rất xịn luôn các bạn nhé. Nội thất thì rất là mới rồi. Đấy, toàn bộ nội thất, keo chỉ, táp bi, cánh cửa này đều rất là đẹp này. Đấy, bộ ghế da rất là mới. Hơi bẩn một chút các bạn ạ, để đêm nó mưa cho nên là ban ngày nhìn nó hơi bẩn. Camera lùi. Đấy, cốp sau này. Lốp sơ cua này. Đấy, đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên zin này. Ốc cốp sau này. Sau đây là chiếc táp bi cánh cửa phía sau. Bên phụ các bạn nhá, toàn bộ này keo chỉ. Keo chỉ còn nguyên này, táp bi này. Đấy, toàn bộ chiếc xe, toàn bộ từ ngoại thất cho đến nội thất đều rất là mới rồi các bạn nhá.
tắp bi cánh cửa phía trước, bên phụ đây, keo chỉ này, tắp bi này, tắp lô đều rất là đẹp này. Đấy, ghế trải sàn đầy đủ hết cả rồi các bạn ạ, rất là đẹp luôn. Tất cả từ ngoại thất và nội thất đều rất là mới rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc i10 2018 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.2 lít đây, kết hợp với hộp số tay 5 cấp các bạn nhé. Và cái động cơ này là còn nguyên bản này, từ ốc chân máy, mặt máy các thứ này là đều còn nguyên hết này. Đấy, chưa có bị ngập nước, chưa có bị tai nạn này, vẫn còn nguyên này. Đấy, ốc cabo này, keo chỉ cabo là còn nguyên các bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Ốc cabo còn nguyên zin hết này, ốc tai này, tất cả là còn nguyên zin hết luôn và rất đẹp đây các bạn này. Đấy, còn nguyên hết luôn. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Grand i10 2018 phiên bản bay, bản sedan số sàn các bạn nhé. Thì chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 235 triệu đồng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2018 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Ngoài ra tại cửa hàng chúng tôi đang có rất nhiều những chiếc xe i10 này, màu trắng, màu bạc, sedan, hatchback, kể cả là A-sen chúng tôi cũng có hết luôn các bạn nhé. Rất là đẹp và rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Và khoa học cũng đã chứng minh rồi, những ai mà thường xuyên hát một mình trong nhà tắm thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những ai đang theo dõi video này mà đăng ký kênh là những người rất thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin quý vị và các bạn hãy like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.